Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng bắt đầu những thói quen đơn giản này để có một giấc ngủ ngon và giữ được vóc dáng cân đối. 1. Hãy đảm bảo mình ngủ được 8 tiếng một ngày. Thực tế cho thấy, những người ngủ sớm sẽ có thân hình cân đối hơn người ngủ muộn. Nếu ngày mai phải dậy lúc 7 giờ sáng thì hôm nay các bạn hãy cố gắng ngủ trước 11 giờ tối. 2. Ngủ sau khi ăn 2 tiếng. Đây là thời gian lý tưởng giúp các bạn ngủ ngon giấc và không bị đói về đêm. 3. Hãy ăn các món nướng hoặc hun khói vào bữa tối thay vì chiên xào. 4. Khoa học đã chứng minh một thực tế thú vị, đó là hãy ăn cay hơn một chút vào bữa tối. Video này giúp thúc đẩy nhanh quá trình tiêu hóa để các bạn dễ dàng có một giấc ngủ ngon hơn sau đó. 5. Thay vì ăn bánh ngọt để tráng miệng, hãy thay chúng bằng hoa quả. Nếu không, bạn sẽ phải chạy bộ 50 phút để tiêu thụ hết lượng calo trong một miếng bánh. 6. Tuyệt đối không uống cà phê hay đồ uống có cồn trước khi đi ngủ. Thay vào đó, hãy uống một cốc sữa nóng hoặc một cốc nước lọc. Và cuối cùng, tắt các thiết bị điện tử và điện thoại một tiếng trước khi đi ngủ. Thay vào đó, các bạn có thể đọc báo giấy hoặc đọc một quyển truyện yêu thích. Chúc các bạn sẽ áp dụng những phương pháp trên thật hiệu quả để có một thân hình khỏe mạnh và cân đối.